Hello anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ lại review cái bộ trang phục thần thánh của nhân vật vô thường Gu Zhang các bạn ơi. Hầu như là những cái bộ trang phục nào đẹp của Gu Zhang thì nó cũng đều nằm trong cái danh sách limited, giới hạn và sẽ không bao giờ quay trở lại. Khi nào vui tính thì nó xuất hiện cho bạn xem thôi. Nhìn rất là có vẻ giống như là một đức cha gì đó ở trong nhà thờ vậy. Ok, đây là mượn trưởng đấu ranh. Tiện chơi thì ráp vào ranh luôn cho bạn xem. Bởi vì nick của bạn anh Hiếu thì nó cũng ranh là khá là thấp, cho nên là leo ranh bằng những cái nhân vật Hunter thì rất là phê. Yeah. Sắp tới thì cũng chuẩn bị bán những cái bộ trang phục Gu Zhang bậc A các bạn, 4888 đá tím. Và các bạn có thể hốt ngay. Hình như là mang phong cách mặc áo dài thì phải, cầm cái dù cổ xưa của Trung Quốc nữa, đẹp trai vô cùng luôn. À đây, chúng ta có con mồi rồi đây. Úi dồi, né dẻo thế. Bình tĩnh. Cái bộ trang phục này mình thấy anh Gu Zhang hơi bị đói ăn các bạn. Nó cứ ốm ốm rồi nó cứ bị né dẻo nhờ. Rồi xong. Nhìn rất là vẻ coi xương suy dinh dưỡng. Mình nhớ ngày xưa mình là con bé cơ, tầm khoảng 3-4 tuổi gì đó là mình cứ kiểu còi xương cũng bị ốm nhom nhách ấy. Mà các bạn biết là ngày đó rất là nổi tiếng cái loại thuốc tuyếp ống, mỗi lần uống phải bẻ cái ống ra ấy, tên là Philatop, và một loại thuốc có hình con nai. Đúng là ám ảnh ngày xưa luôn. Cứ ngày nào bà mình cũng mua một cái vỉ thuốc Philatop to là to ấy. Mỗi buổi tối là bắt đầu bẻ cái ống thủy tinh nó ra là mút chùn chụt giống y như là bú bình á. Sau mỗi bữa ăn là pha thêm một ly bột con nai đó nữa. Nó uống nó cứ lở lở y như là múc bùn lên uống vậy, khó chịu. Nhưng mà cuối cùng cũng phải uống. Nào rồi uống thêm sữa chứ, nốc cơm nữa chứ. Trời ơi, đến bây giờ mình có một cái hình hài gọi là béo khỏe béo ngoan đấy. Bây giờ muốn ốm thì cũng cần phải có thời gian nữa cơ, chứ không phải bây giờ là muốn ốm là được đâu. Thằng kiêng khá là kinh khủng rồi. Mình lại thèm ốm như cái anh này để ăn cho nó sướng. À, bác sĩ lại được cứu rồi kìa. Mình sẽ giết bác sĩ này trước đi. Giờ này còn Noel này, mình sẽ cho Noel luôn. Chơi Gu Zhang mình nói rất là nhiều clip rồi, các bạn chơi những cái map tối như thế này và sử dụng cái skill bay nhìn cái đốm vàng ấy, map tối nhìn đốm vàng rất là dễ luôn. Những cái map sáng sáng như công viên đồ thì mình thấy rất là khó, bởi vì cái đốm vàng này nó ở gần bạn thì nó xa nó rõ, còn ở xa thì nó cứ mờ mờ ảo ảo. Đây mình bay cho bạn xem đấy, thấy chưa, bay phải chuẩn đấy, tạo một những cú là gọi là ú hòa dành cho survival. Chết. Quá là ngon. Bây giờ mình đặt lên thôi. Tiếp tục. Mình chuẩn bị bay nữa cho các bạn xem. Rồi, bay tiếp tục nào. Không biết có bay đến cái ghế đó không. Gần tới, gần tới. Ấy da. Một con mồi màu đen. Hai chúng ta cùng đen. Đây, lại cứu được nhau. Mình cứ quan tâm đến bạn bác sĩ này thôi. Để bác sĩ sống dai trong trận đấu rất là khó, rất là khổ cho các bạn luôn. À, thằng này. Trò gì vậy? Ơ hay. Không hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Luật sư không ai cứu luôn đi. Trời ơi. Cho nên bạn nào mà có ốm ấy thì cứ sống với cái cơ thể ốm đi, đừng có đến khi mập như mình cũng đâu, muốn giảm cân cũng khó lắm. Bởi vì các bạn thấy người mập không có đồ đẹp để mặc đâu, tới lui thì nó cũng có ba cái áo phông rộng, quần phông rộng, nhìn rất là chán đời. Các bạn thử nhìn những người ốm xem, trời ơi, họ có 1001 cái đồ để mặc. Cho dù ốm có xấu chăng nữa thì đồ vẫn đẹp đó. Nhưng mà cái cơn thèm ăn đối với mình thì nó vẫn không thể nào kiềm chế được. Nó vẫn rất là thèm thuồng.
Người ta có một câu rất nổi tiếng, đó chính là thà ăn mà được, à quên, cái gì, thà mập mà được ăn ngon, đúng không? Còn hơn giảm cân ấy, ăn khổ mà không sút ký nào. Khá là hay. Này thì chạy đi đâu, cái dù đẹp ghê luôn á. Chạy đi đâu, đâu rồi? Tiểu Long Nữ, trốn đây đi chứ, trốn đây. Tiểu Long Nữ của chúng mình bây giờ lên ghế. Bay cao nào, nhảy cao nào. Mình đổi qua phấn khích để lát nữa mình bay cho bạn xem. Bấn lên nó vàng vàng á, hơi bị đẹp luôn. Trời ơi, rất là sướng. Tự nhiên giờ mình muốn tụt cái rank ghê luôn á. Chơi gặp những cái bạn newbie này, mình kiểu như mình vừa được lên rank, mình cũng vừa được rèn luyện sức khỏe, rèn luyện cái kỹ năng nhiều hơn. Lên rank cao thì các bạn thấy chơi rất là khó thắng luôn. Chơi chỉ muốn đập điện thoại. Ok, hai thanh niên. Mình thích cái bộ màu trắng này hơn này. Nó có màu đỏ, màu trắng nhìn rất là tương phản. Ok, bây giờ mình bay bật phấn khích lên. Quá đẹp luôn. Đẹp quá, đẹp quá. Wow, mình sẽ làm thêm một trận nữa cho các bạn cùng xem nhé. Phê quá, phê quá, phê quá. Cái gì cũng phải từ từ. Và có những cái gì đó nó cũng phải có kế hoạch hết các bạn ơi. Giả sử bây giờ các bạn vào những trận đấu, các bạn cũng phải xác định ở kế hoạch của mình bây giờ phải đi đâu, phải bắt ai, phải leo trèo thế nào, phải sử dụng kỹ năng làm sao, cũng rất là đau đầu. Chơi game cũng giống như y như là học toán, cũng không có một cái gì đó thoải mái đâu. Đặc biệt là các bạn đi leo rank. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, hành vi đang muốn bully mình đây. Ỉ có quả bóng đây, rất là nhoi nhoi như con giòi vậy. Bốc. Ui, cái tiếng bể bóng nghe hay nhỉ, nghe tinh cái nghe đã thật. Này thì né, né cái gì mà né. Ơ, cái mặt ông này kiểu bị bỏng nhỉ, thấy có vết trắng trắng. Thôi xong cô em. Ôi rồi xong cô em. Ui rồi, ngáo ngáo ngáo. Né, né hổ. Có rất nhiều đại thần ở bên Trung Quốc chơi Gu Trang với phong cách đó chính là nhắm 9 giờ để gia tăng cái skill thật là nhanh lên. Mình thấy cũng khá là hay, nhưng mà đến khi gia tăng hết skill rồi thì cái nhánh đó nó cũng kiểu cũng chẳng giúp gì được. Cũng hơi buồn, hơi tiếc tiếc. Này thì nhảy một pha double kill. Ngon lành. Đánh cao một cái nhẹ nhàng thế này thì mình cũng sướng. Chủ yếu là những cái clip của mình sinh ra thì cũng chỉ để cho những cái bạn nào mà muốn chơi hoặc là newbie vào xem thôi, chứ không có mang ý định dạy mấy ông cao thủ thì đọc những comment chê chê và chơi ông coi ông này làm sao lên trình. Mình thấy cũng khá là buồn cười. Hai đứa lên ghế này. Tuyệt vời. Đã quá, đã quá. Đã cứu tầm liệm rồi. Trời đất ơi. Vào đây xem. Không biết là lên chưa. À vẫn còn ở dưới. Đứa nào dưới đây không biết. À chỉ thương cho nhau dưới này. Một gõ. Tầm liệm có skin COA3 đẹp quá. Bây giờ kết thúc tẩm liệm rồi. Hết đường nha. Skin đẹp gì để cho mình giết thôi. Đã cứu thợ vườn rồi. Không vui, không vui. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Con bạch này đánh rất là xa. Xa lắm luôn á, đi rất là nhanh. Trời ơi, nhanh kinh khủng. Có thể nói là nhanh thua anh Jack một tí thôi. Đầu game các bạn cứ lấy con trắng này đi truy tìm survival rất là ngon nghẻ luôn. Ui, hai đứa bị ngu. Rồi, tẩm liệm lần này nữa là goodbye nhá. Từ trần ở đây thôi. Skin đẹp ở chết trước thế này, không kịp sử dụng skill luôn.
Mà cho dù có skill chăng nữa mình cũng không cho dùng. Mình rất là ác, bởi vì mình chuyên để cho những bọn người tập luyện có được xài skill chết trong cơn chảy máu không. Rồi thôi xong. Ái chao. Một cái pha gọi là mình quay người hơi lỗi. Úi giời, bác sĩ. Chui ở góc đó thì không hiểu được luôn á. Chui ở góc đó là chết chắc luôn, đâu có ra được. Hunter nó cứ lẩn vẩn ở ngoài. Yes. Bắt được bác sĩ nó sướng, trời ơi. Các bạn để ý cái gai tai ở trên góc tay trái màn hình. Khi mà nó xuất hiện chứng tỏ là bọn survival đang lẩn vẩn ở đây. Và các bạn có thể dựa vào cái tay đó để truy tìm survival. Đi xung quanh cái vị trí đó thôi, chắc chắn tụi nó sẽ ở đó. Đây, để mình đi tìm coi. À, còn Emma, con Emma. Để mình hút linh hồn không biết có được không. Sử dụng cái chiêu của con bạch này hút linh hồn để chúng nó không thể cứu được đồng đội nha các bạn. Sợ không dám cứu. Trời ơi, chui vào đây chết chắc với mình. Rồi thôi xong, hỏng. Hỏng. Quá ngon. Con trắng này nó hồi chiêu lâu lắm, đánh được cái xa thôi. Mỗi lần nó vuốt tóc vuốt đồ lên nhìn lâu. Nhất là những cái trận mà mình bị bully ấy, cảm giác nó khó chịu lắm, khó tả lắm kìa. Các bạn hiểu sao? Ăn ván đồ nó quằn quại, nó đau đớn nhìn. Đúng chất gọi là khổ. Để xem đứa nào lảng vảng tới đây cứu. Có cái tai chắc chắn có người. À đây đây đây. Ơ cái gì vậy? Nhìn chơi giống như boss vậy. Nữ chủ tế đang ở trong đó kìa. Đâu rồi? À, bay xuống đây. Bị giảm sức mạnh nữ chủ tế rất là đau khổ luôn. Cứ đứng lên xong tụt xuống giống y như là mình có quyền năng của nữ chủ tế vậy. Giảm xong thấy khắc bọt hẳn luôn. Đợt này thì mình thấy rất là đau khổ cho nữ chủ tế. Chơi cũng cần phải suy nghĩ lại. Ok, và có lẽ là thoát hết rồi. Trận đấu của mình kết thúc khá là nhanh và leo được 2 sao đúng không? Để xem cái kết quả trận đấu. Nhìn đôi mắt xanh xanh. 3 sao rồi. Chuẩn bị lên nhện 1-1 rồi. Ok, và có lẽ clip mình kết thúc ở đây thôi. Và nếu các bạn thích video của mình, đừng quên cho mình một subscribe kênh, like video, comment bên dưới nhá. Tiện thể chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem.